Là địa bàn phát triển có nhiều khu cụm công nghiệp, để chủ động phòng cháy chữa cháy trong mùa khô, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên, các hộ kinh doanh và người dân nắm vững các biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ, để cảnh báo, nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong cái thời gian mùa khô thì nó nguy cơ xảy ra cháy là rất là cao, do một số cái nguyên nhân. Thứ nhất như là cái nhu cầu về sử dụng điện ở các cái địa bàn dân cư thì tăng so với các cái thời điểm mà mùa mưa. Cái thứ hai nữa là có thể xảy ra cháy do các cái nguyên nhân như là cháy cỏ, rồi cháy hệ thống các cái dây dẫn điện ở các cái trụ điện bên ngoài, rồi trong các cái nhà máy cơ sở sản xuất thì cái nguy cơ phát sinh ra cháy các cái hàng hóa rồi trong cái quá trình sản xuất thì cũng rất là cao. Do đó thì về phía Công an thành phố Thủ Dầu Một thì chúng tôi cũng đã tăng cường cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra về phòng cháy cháy. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Wildfighter International 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất mặt hàng bàn ghế da xuất khẩu, có địa chỉ tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát. Xác định công tác phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất kinh doanh, lãnh đạo công ty đã luôn quan tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động hơn trong công tác tự kiểm tra, tự phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, kịp thời khắc phục những tồn tại thiếu sót, không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động. Công ty chúng tôi luôn nhận thức được vai trò trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy. Công ty đã thành lập đội cơ sở phòng cháy chữa cháy và tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã tăng cường công tác tập huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Có huy động nhiều lực lượng tham gia, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực tập thành thạo các tình huống giả định, bảo đảm lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu, nhanh chóng xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ, sự cố tai nạn xảy ra. Chúng tôi luôn là chủ động đào tạo cái nguồn lực tốt nhất để trong cái đội phòng cháy chữa cháy. Thứ hai, về các cái phương tiện thì chúng tôi luôn kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các cái phương tiện luôn hoạt động tốt. Ngoài ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy toàn tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn trọng điểm và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, dễ phát sinh cháy nổ lớn như nơi tập trung đông người, vũ trường, karaoke, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở trong và ngoài các khu cụm công nghiệp. Trong quá trình kiểm tra, cần đặc biệt chú ý tới các biện pháp quản lý chặt chẽ chất cháy, giải pháp thoát nạn cho con người khi xảy ra cháy nổ, giải pháp ngăn chặn chống cháy lan trên diện tích rộng lớn. Các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nhất là hệ thống điện và sử dụng các thiết bị điện, tiêu thụ điện phải bảo đảm an toàn. Kiểm tra việc tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy cũng như lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác. Đặc biệt vào ngày nghỉ ngoài giờ hành chính và ban đêm, kiểm tra tình trạng hoạt động của phương tiện phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc các cơ sở không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy mà đã đi vào hoạt động, bằng mọi biện pháp không để xảy ra những vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Siêu thị có tổ chức định kỳ hàng tuần và hàng tháng đối với các lớp đào tạo cho nhân viên, đào tạo lại cho những nhân viên mới và mình làm nhắc nhở lại những nhân viên cũ để họ nắm được cách sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy, rồi khi mà có sự cố thì họ phản ứng kịp thời. Cái thời gian sau Tết thì cái nhân sự ở các cái cơ sở sản xuất là có cái sự thay đổi, do đó là cái đội viên đội phòng cháy cháy là cũng có thể là thay đổi. Ngoài ra thì ở các cái cơ sở sản xuất thì chúng tôi cũng hướng dẫn là tăng cường cái công tác rà soát kiểm tra lại các cái quy trình sản xuất, hệ thống điện, rồi cái việc bố trí sắp xếp hàng hóa để làm giảm cái nguy cơ phát sinh ra cháy. Còn ở tại các cái địa bàn dân cư thì chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức như là tổ chức trực tiếp phát tờ rơi khuyến cáo, rồi tổ chức là phát thanh ở các cái hệ thống loa truyền thanh ở các cái phường trên địa bàn thành phố để đưa những cái kiến thức, kỹ năng về phòng cháy cháy đến người dân. Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và nhân dân cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.
Luật phòng cháy chữa cháy đã quy định rõ, mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện cũng như giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. Do vậy, để ngăn ngừa hỏa hoạn trong mùa khô, các gia đình, các tổ chức, doanh nghiệp cùng mỗi cá nhân cần phải có sự quan tâm toàn diện, đúng mức đến công tác phòng cháy chữa cháy, bình tĩnh xử lý tình huống, chủ động lập kế hoạch kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót nguy cơ xảy ra cháy nổ, có biện pháp bảo đảm an toàn trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong sinh hoạt và sản xuất, trang bị các thiết bị chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý ngay khi có tình huống cháy xảy ra.